Tôi nhớ rõ lắm. Hôm ấy trời càng về khuya thì đoạn đường càng vắng. Tôi đang quét rác trên đoạn đường trên kia thì một chiếc xe hơi chạy tới. Tôi định bụng là đợi chiếc xe hơi đi qua tôi sẽ quét tiếp, nhưng không, chiếc xe hơi đi chậm chậm lại và có một cô gái bước lên xe. Dừng lại! Anh không nhớ tôi sao? Đoạn đường này sao? Có ma. Chó! Mấy thằng này mày trốn ở đâu? Cô ấy bị thương nặng quá, tôi không dám di rời cô ấy. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Chắc chắn đoạn đường đó có ma. Anh nhìn thấy người con gái mặc đồ trắng à, có tóc không? Có, tóc dài ngang đây. Ngộ quá, con ma nào cũng mặc đồ trắng để tóc dài không vậy? Sao nó không để tóc ngắn mặc bikini? Tôi đâu có biết.